Chào mừng em đã quay trở lại với Hàn Đội Công Vô Tư. Và như thường lệ, mình phóng viên Sao Sao Victor Kuda, mình đã quay trở lại. Chắc là anh em nhìn thấy bộ PC lung linh tình mẹ tình cha ngay phía sau lưng mình. Và ở trước đây thì mình đã có một video highlight về con PC này. Các bạn có thể bấm vào phần subject ở phía trên này để có thể xem. Và ở video đấy thì mình nhận được khá nhiều sự thắc mắc và tò mò của anh em về cái cấu hình chi tiết cũng như là sức mạnh thực sự của con PC này. Vậy thì ở video này nó sẽ là một video giải đáp cho anh em tất cả những tò mò đấy. Và chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem là ngoài sự đẹp đẽ và ngọt nước thì người vợ hai này còn làm được những gì nữa. Bắt đầu rồi nào. Ngoài sự ngọt nước ở phía bên trên thì Enthusiast Gaming Platinum 03 còn là một trong những bộ máy có thể nói là với cấu hình khủng nhất ở thời điểm hiện tại, với chip card đồ họa nói chung là full option. Và đương nhiên là người vợ hai hay người chồng hai này dành riêng cho những anh chị em mà có thể nói là gì nhỉ, đẹp trai xinh gái thì trông trứng nước, hoặc là với những anh em dư thận hoặc là game thủ chuyên nghiệp. Vậy thì ngoài vẻ đẹp như vậy, nó còn có một sức mạnh vô cùng tuyệt vời và mạnh mẽ, và tìm hiểu thôi. Về những cái đường nét thì Enthusiast Gaming Platinum 03 được lắp trên một cái vỏ case nổi tiếng với sự đắt đỏ cũng như về vẻ đẹp của nó, Ingreen 303 EK Black. Ở phía mặt trước là một tấm nước được nhà sản xuất thiết kế cho case, và đây cũng là cái điều độc đáo như là nổi bật của con case này. Thế nhưng bình thường thì anh em sẽ có thấy một cái tanh nước và một cái bộ máy bơm có thể nói là hơi thừa thãi và làm rất là bí cái bộ máy. Ở phía mặt trước sẽ là một tấm nước được nhà sản xuất thiết kế cho case, và đây chính là cái điều độc đáo cũng như nổi bật của người vợ hai này. Và khác với những bộ custom nước thông thường thì anh em sẽ thấy có một cái tanh trên nước rất là to, kèm theo là một cái motor bơm. Còn với tấm case này thì anh em có thể thấy là nó rất là nhỏ gọn và được tích hợp hết vào, cho nên là cái phần nội y, phần linh kiện sẽ được sâu ra một cách hoàn toàn tuyệt đối và không bị cấn bởi cái tanh hay là linh tinh gì cả. Và anh em sẽ không cần phải uốn ống quá là nhiều. Và ở bộ máy gaming này thì chúng mình sẽ sử dụng nước trong để anh em có thể nhìn rõ những cái nội y RGB ở phía đằng sau, nên anh em có thể nhìn xem. Mịn. Đường ống nước thì sẽ đi theo thiết kế riêng nguyên bộ đến từ Hàn Quốc Computer. Nhưng mà đương nhiên rồi, anh em hoàn toàn có thể thay đổi đường ống nước theo ý thích của mình, cũng như là cái đường ống nước có thể thay đổi để uốn nắn theo thiết kế riêng phụ thuộc vào cá tính cũng như sở thích của mỗi người. Cùng với đó là để tăng thêm sự đồng bộ thì những kỹ sư từ Hàn Quốc Computer đã trang bị thêm bộ dây nguồn LAN Li RGB 24 pin và hai dây 8 pin. Vậy là nguyên ở phần mặt trước thì nó sẽ show ra hệ thống đèn RGB vô cùng mượt. Và mục tiêu hướng tới một người vợ hai là không chỉ mạnh ở hiệu năng và service, sức mạnh cao cấp, mà còn hướng tới cái việc show ra cái vẻ đẹp của toàn bộ hệ thống. Các bạn chỉ cần tới và múc em nó về thôi, còn những việc còn lại thì đã có Hà Nội Computer lo. Với cá nhân mình thì với những người vợ hai mà lung linh tình mẹ tình cha, hay là có thể nói là hơi giống với bàn thờ này, thì mình đã quá nhàm chán về cái việc là đèn LED RGB thay đổi liên tục rồi. Và mình thường là sẽ set up nó về một màu duy nhất mà thôi, đơn sắc, để cho mà khi mà với những anh em đặt case ở trên bàn thì cái luồng ánh sáng nó sẽ không bị đảo quá nhiều, mắt anh em sẽ không phải điều tiết nhiều và sẽ tập trung hơn vào game cũng như là công việc mình đang làm. Và thường là khi mà chụp ảnh sống ảo hay quay story ấy, thì mình mới để nó chạy lung linh như này thôi. Còn về bình thường thì phần lớn anh em cũng như mình sẽ để set up về một màu để mình có thể tập trung làm việc. Và ngoài ra thì có một cái bật mí cho anh em, thì chỉ với bộ case và tản nhiệt nước thôi nó đã tiêu tốn đến 37 triệu đồng rồi. Và với cái giá như vậy thì anh em hoàn toàn có thể build được một bộ PC hoàn chỉnh có cái cấu hình ở tầm trung. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta đang yêu cầu một người vợ hai cao cấp, mạnh cả về ngoại hình lẫn service, hiệu năng. Ngoài ra ở phía mặt trước của bộ máy thì chúng ta sẽ có logo Ingreen LED có thể tùy chỉnh, hai cổng cắm USB, mic, loa và cổng Type-C. Và cái việc đặt những cái cổng cắm thông dụng lên phía mặt trước này thì khi mà anh em showcase ở trên bàn thì nó sẽ rất là đẹp cũng như là tiện lợi trong quá trình sử dụng. Ở mặt sau thì chúng ta sẽ có khá các cái cổng cắm USB để anh em có thể mở rộng và cắm thêm nhiều thiết bị ngoại vi, với 4 cổng USB 3.2 Gen 2, 2 cổng USB 3.2 Gen 1 và 4 cổng USB 2.0, jack cắm tai nghe và mic. Cũng như là trên 2080 Super thì chúng ta sẽ có 2 cổng cắm HDMI và 2 cổng DisplayPort, một cổng Type-C để anh em có thể thoải mái cắm thêm nhiều màn hình phục vụ cả về mục đích giải trí cũng như làm việc và dựng phim.
Thay vì nội y đến từ Victoria's Secret thì anh em sẽ có một chip cao cấp đến từ Intel i9-10900K với 10 nhân và 20 luồng. Không chỉ riêng cho việc anh em chơi game mà còn khi sử dụng để làm những công việc liên quan tới đồ họa, thiết kế thì nó đều ok. Đặc biệt là cả trong các phần mềm Adobe bởi có kèm cả màn hình onboard hỗ trợ Intel QuickSync. Main RG Strix Z490 E-Gaming là một trong những bộ main cao cấp nhất của Asus sử dụng cho những bộ chip Gen 10 của Intel. Kit RAM Desktop G-Skill Chiron Z Neo 32GB 4x8 DDR4 3600MHz thì nó là thoải mái cho anh em để làm việc với nhiều tác vụ cũng như là sử dụng trên những phần mềm ăn RAM quá nhiều hoặc là bật N+1 Tab Chrome thoải mái. Về sức mạnh đồ họa thì anh em sẽ được trang bị một VGA RG Strix RTX 2080 Super O8GB. Về phần này thì mình nghĩ đã là có quá nhiều lời khen ngợi dành cho con cạc màn hình này rồi và mình sẽ không nói thêm nữa. Với con cạc màn hình này thì kể cả những tựa game khó tính nhất hay là có thể nói là sát thủ vật cứng thì anh em vẫn có thể cân thoải mái. SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB PCIe NVMe, dung lượng này là thoải mái cho anh em lưu trữ cũng như là sử dụng. Có một vấn đề nữa mà mình muốn suggest cho anh em khi mà sở hữu người vợ 2 này thì anh em sẽ nên mua thêm một SSD SATA để cắm thêm vào. Và với SSD này thì anh em sẽ cài game và cài phần mềm vào đấy để có thể có một cái tốc độ phản hồi nó nhanh hơn và không cần phải lo về cái việc là Win bị crash hay mất phần mềm linh tinh. Cấu hình như vậy là quá khủng phải không rồi đúng không em? Và với những bộ máy như này thì phải được trang bị những cấu hình cao cấp nhất để anh em có thể bỏ qua được phần cấu hình và quan tâm về setting khi mà chơi game. Và với một bộ PC hay là một người vợ 2 cao cấp đến từ Hà Nội Computer thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm là linh kiện cũng như là hiệu năng sản phẩm sẽ được đẩy đến mức cao nhất và anh em không cần phải lo đến khi mà chiến game sẽ phải kiểu đi căn từng cái cấu hình một để chơi ấy. Và bây giờ thì không để anh em đợi lâu nữa, chúng ta hãy đến ngay phần test xem là người vợ 2 này có thể đảm nhiệm được những cái game có tác vụ nặng hay là những cái game sát thủ vật cứng ở cái mức ultra setting hay là không. Bây giờ bắt đầu rồi nào. Mấy cái gợn nước nước này mà kiểu cho con cá nhựa vào ấy, nó kiểu nó sẽ đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, nhìn hay chứ. Và ngoài ra thì nếu anh em đã xem đến đây thì đừng ngần ngại để lại một like để ủng hộ cho chúng mình, cũng như đừng quên bấm subscribe hình cái chuông nho nhỏ ở phía dưới để có thể theo dõi những video mới nhất. Và như thường lệ, mình là Vinh Tokuda, phóng viên sản phẩm tại Hà Nội Computer. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.